xin kính chào quý cô bác anh chị yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em lại tiếp tục đưa quý cô bác anh chị tới thăm một nhà vườn, thăm một góc nhỏ của thầy giáo thuộc đất Thạch Thất, nay thuộc thành phố Hà Nội. Tiền thân của Thạch Thất thì là thuộc huyện Lương Sơn của Hòa Bình. Một cái góc nhỏ và một cái khu vườn nhỏ để thỏa mãn niềm đam mê của bác ấy. Đây là một cái giò phi đẹp của Hòa Bình, bản lá mít nhé. Đấy, các anh chị nhìn cái bản lá rất là to, thân rất là khủng, dài. Đây là 52 này, mà đã trên 1 mét rồi các bác ạ. Đẹp miên man luôn. Đấy, đẹp mỹ miều luôn. Thế này thì nếu như họ bán kỳ, họ đưa cái giò này ra, giò mẹ thì các bác sẵn sàng rơi tiền luôn. Rồi kia Hòa Bình, rồi kia gì đấy luôn. Nhưng đây, quý cô bác anh chị nha, đây nó chỉ là phi đẹp Hòa Bình thôi nha, chứ không phải mít đâu, nhưng mà rất là đẹp. Đấy, quay tổng thể giò cho các bác xem nha. Đấy, rất là to, rất là đẹp luôn. Và phía dưới thì em có rất là nhiều con, rất là nhiều kỳ. Đấy, cái chất trồng của bác rất là đơn giản. Đây là một cục dớn, các bác có thể quan sát kỹ. Bộ rễ quá là sung, hoàn toàn tự nhiên. Bác chỉ cố quấn một chút phân dê vào thôi, chứ không có cái gì phải cầu kỳ quá. Lát em quay toàn cảnh khu vườn này cho các bác xem nhé. Và đây là cái kỳ lúc nhỏ này, kỳ lúc nhỏ của em đây. Đấy, kỳ lúc nhỏ này. Đấy, lá nó như thế. Nhưng mà sang năm thứ hai là khủng khiếp. Đây là con của nó này nhé, con của nó nhé. Và tiếp đến là đấy, tiếp đến đấy, lá bản lá mít luôn. Và kỳ của bác ấy thì hoàn toàn là kỳ tự nhiên và trên thân không hề dùng phân thuốc. Cho các bác xem cái dây kỳ quá là đẹp luôn, kỳ hoàn toàn tự nhiên. Cái này mà trồng thì đảm bảo 100%. Chăm phi đẹp rất là đơn giản, không phải cầu kỳ, kể cả về chất trồng, giá thể, rồi vật để trồng lan, bác rất là đơn giản. Em sẽ quay toàn cảnh cái khu vườn, cái góc nhỏ của bác cho cô bác anh chị được chiêm ngưỡng cái vườn lan nhỏ của bác. Rất là nhiều phi đẹp, chủ lực chủ yếu vẫn là dòng giống cụ kỵ là của Hòa Bình. Và em muốn giới thiệu cho quý cô bác cũng biết một cái dòng giống phi đẹp của Hòa Bình, nhưng cũng có thể nói là nó đột biến về thân và lá. Lá thì em vừa cho quý cô bác anh chị xem rồi. Đấy, giờ tiếp tục em đưa quý cô bác anh chị tới thăm cái thân của cái giò ở trong vườn này. Nó thuộc vào cái giò lớn tuổi nhất ở trong cái vườn của bác. Cái giò này bao gồm có rất là nhiều thân, hai có ba thân, ví dụ như những hai thân này sang năm thứ hai, sang chuyển sang năm thứ ba nơi rồi mà em vẫn buông ngọn như thế này, tương tự như một cái dòng lộng bắc. Nhưng mà đây không phải lộng bắc em cô anh chị nhé, không phải lộng bắc đâu. Đấy, đấy em nó dài tút lên trên đấy, cô anh chị thấy không đấy, mầm để lối miên man luôn. Để lối miên man, kỳ thì tại tất trên thân luôn. Đấy, rất là nhiều bác không có cắt ra. Đấy, riêng cái này bác bảo cứ để xem nó dài đến đâu, dài được mấy mét. Đấy, mà đặc điểm của cái lá này thì theo em được biết là một số anh chị nói là cái dòng lộc bắc thì nó có một đặc điểm ở đầu lá là lá nó xẻ hình màu quạ. Thì theo em quan sát ở đây thì cái đầu lá cũng xẻ quý cô anh chị ạ. Đây em ví dụ như cái lá này, các anh chị xem nhé, cái đầu lá đây, đây cái đầu lá đây, đấy cái đầu lá của các anh chị nhìn rõ chưa? Đây nó xẻ như dòng lục bắc luôn. Rồi thế này thì em bảo em về em bán dòng lục bắc thì cũng các anh chị rơi tiền luôn, nhưng không phải đâu nha, các anh chị nha. Ôi, em lại miên man quá rồi. Để em đưa các anh chị thăm cái khu vườn của bác.
Ở đây tiếp tục nó vẫn là cái dòng giống đây này. Đây là cái kỳ, kỳ 52. Đẹp miên man. Thấy chưa? Khủng khiêu. Quá là đẹp luôn. Ôi trời. Quá là đẹp luôn. Đấy. Đẹp kỳ. Giò nào cũng có kỳ. Rất là nhiều kỳ. Rất là nhiều. Đó, phía đằng xa kia nữa. Là vô kể. Quá là nhiều luôn. Tiếp tục nha. Đây, giá thể của bác là một gỗ rất là đơn giản, người dễ như rau giá. Đây, theo em thì khả năng này do cái môi trường của bác không? Thoáng đãng, mát mẻ, có nắng có gió đầy đủ, phát triển hoàn toàn một cách tự nhiên như ở ngoài môi trường bên ngoài luôn. Đồng nào cũng có kỳ thiên thần. Quá đẹp, nhưng mà hôm quay chiều này nó hơi nắng, đúng không anh chị nhỉ? Cây trồng cũng rất là đơn giản. Thì vườn tua tổ luôn. Ở phía xa là một giỏ quế của bác này. Quế lá dày, bẹ ngắn, rất là đẹp. Đấy. Tiếp tục đưa qua sang một ngăn vườn nữa của bác nhé.